Thoái hóa điểm vàng là một bệnh mắt thể hiện quá trình lão hóa tự nhiên khi bước qua tuổi trung niên. Vẫn biết là quy luật của tạo hóa, nhưng có lẽ chẳng ai không khỏi ngỡ ngàng khi bỗng nhiên mắt bị mờ nhòe, thị lực giảm dần, khó nhận diện khuôn mặt người đối diện. Thấy hình ảnh méo mó, ví dụ khi nhìn vào đường thẳng, bạn sẽ thấy những đường cong gần sống. Xuất hiện các chấm đen và sẽ ngày càng lớn dần, gây mất thị lực trung tâm. Màu sắc nhợt nhạt, có vấn đề trong nhận thức màu sắc. Trước khi đi tìm hiểu cơ chế gây bệnh, ta cần biết điểm vàng là gì, thoái hóa điểm vàng là bệnh lý như thế nào mà có thể gây nên các dấu hiệu trên. Điểm vàng đảm nhận 90% thị lực, là một bộ phận nằm ở trung tâm của võng mạc, nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận hình ảnh, nhận biết màu sắc và độ sắc nét của sự vật. Vàng có cấu tạo gồm 3 phần: tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, mạch máu và tế bào thị giác. Bệnh thoái hóa điểm vàng xuất hiện là do rosin, chất thải được tạo ra từ chất béo liên kết với protein, không được mắt xử lý, gây lăn động, dàn ép ở các tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, làm ngăn chặn mạch máu nuôi dưỡng tế bào thị giác. Trước đây, thoái hóa điểm vàng được xem là bệnh của người già và là nguyên nhân phổ biến gây mù lòa ở người cao tuổi trên 60. Nhưng hiện nay, dưới tác động của nhiều yếu tố, căn bệnh này cũng đang dần trẻ hóa do các nguy cơ sau. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này gấp 2 lần nam giới, với những người có thói quen hút thuốc lá có nguy cơ gấp 4 lần, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, ăn quá nhiều dầu mỡ, thịt, thiếu bổ sung rau xanh. Gen di truyền từ người thân có thể khiến bạn có nguy cơ dễ mắc bệnh. Các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch cũng dẫn đến biến chứng gây thoái hóa điểm vàng. Có hai dạng thoái hóa điểm vàng, đó là thể khô chiếm 90% trường hợp bị bệnh, thể ướt mặc dù chiếm 10% nhưng lại là nguyên nhân gây nên 90% trường hợp mất thị lực nặng. Ở thể khô diễn ra khi các tế bào biểu mô sắc tố võng mạc không được các mạch máu nuôi dưỡng tốt, làm ảnh hưởng đến các tế bào thị giác bên trên cũng yếu dần và thoái hóa đi, là dạng phổ biến nhất, bệnh tiến triển chậm, không gây đau đớn và mất dần thị lực. Ở thể ướt, do không đủ dinh dưỡng nên cơ thể tự điều hòa bằng cách kích thích tăng sinh thêm các vi mạch mới. Nhưng những vi mạch máu mới này rất mỏng, dễ bị vỡ, gây nên xuất huyết vào các tế bào thị giác, làm tổn thương và dẫn đến mù lòa, cũng là giai đoạn nặng phát triển của bệnh thoái hóa điểm vàng. Các biện pháp hiện nay tại sao không điều trị dứt điểm được căn bệnh thoái hóa điểm vàng? Đó là vì các phương pháp phẫu thuật hay dùng các loại thuốc đặc hiệu chỉ để làm chậm tiến triển của bệnh, chứ không phục hồi các tế bào giúp lấy lại thị lực và điều trị dứt điểm căn bệnh này. Để phục hồi thị lực, điều trị thoái hóa điểm vàng cần hướng tới những mục tiêu sau: loại bỏ tác nhân xấu gây tắc nghẽn quá trình nuôi dưỡng tế bào, tăng cường lưu lượng mạch máu ở mắt, phục hồi các tế bào điểm vàng, thị lực được cải thiện rõ rệt. Hiểu được ngọn nguồn của căn bệnh, Biora mang đến cho bạn bộ đôi thuốc thảo dược Biloma giúp phục hồi thị lực và điều trị dứt điểm căn bệnh thoái hóa điểm vàng, gồm hai lọ thuốc Advan iFactor và Beta Keon, được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên và được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Thuốc thảo dược tăng thị lực Advan iFactor với các thành phần như nhóm vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C và các khoáng chất như kẽm, silen, đồng giúp khôi phục võng mạc và hạn chế tình trạng mỏi mắt. N-acetyl-L-carnitine hydrochloride loại bỏ tình trạng tắc nghẽn mạch máu, đồng thời giúp chuyển hóa các chất. Blueberry concentrate Việt Quốc, giàu chất chống oxy hóa, tái tạo sắc tố thị giác. Rapeseed extract chiết xuất hạt nho, bảo vệ sức mạnh của bao mạch, chống lão hóa các tế bào mắt. Coenzyme Q10 tăng khả năng chống oxy hóa, tăng cường độ ẩm cho mắt. Lutein hoa cúc vạn thọ giữ vai trò tạo màu vàng cho tế bào, tăng thị lực sáng khỏe. Zeaxanthin hoa cúc vạn thọ chống nắng bên trong cho đôi mắt, loại bỏ gốc tự do gây tổn thương. Lycopene sắc tố hữu cơ chống oxy hóa cực mạnh và tăng cường thị lực rõ rệt. Biberi chắc chi Việt Quốc tăng tính bền các mạch máu li ti, giảm các tình trạng nhức mỏi mắt. Thuốc thảo dược tăng thị lực Beta Keon gồm các thành phần như Beta Carotene sắc tố thực vật là tiền chất của vitamin A giúp làm mạnh hệ thống miễn dịch. Alpha Carotene sắc tố thực vật giúp tăng cường tầm nhìn và duy trì hệ thống xương và làn da được khỏe mạnh. Rema Carotene sắc tố thực vật giúp nhận diện hình ảnh tốt hơn, bảo vệ và phục hồi điểm vàng. Palm oil dầu cọ chống lại quá trình oxy hóa, loại bỏ sự phá hủy của các mảng bám. Lycopene sắc tố thực vật loại bỏ gốc tự do, tăng cường thị lực rõ rệt. Lutein hoa cúc vạn thọ tạo nên màu vàng của điểm vàng, thu nhận hình ảnh được chi tiết hơn. Zeaxanthin hoa cúc vạn thọ chống viêm, chống khuẩn cho mắt, tăng lưu lượng mạch máu ở mắt. Với phác đồ điều trị như sau: trường hợp 1, bệnh nhân cảm thấy mờ mắt, tuy nhiên có thể nhìn thấy được gương mặt người đối diện, thời gian bệnh dưới 1 năm, sử dụng 2 liệu trình. Trường hợp 2, trước tầm nhìn xuất hiện các chấm đen, nhìn vào đường thẳng có thể bị méo mó biến dạng, bệnh trên 2 năm, sử dụng 4 liệu trình. Trường hợp 3, lúc này các chấm đen đã lớn dần, thị lực trung tâm giảm nghiêm trọng, bệnh lâu trên 3 năm, sử dụng 6 liệu trình.
với vùng trồng dược liệu rộng hàng ngàn hecta tại Canada. Các nguyên liệu được chăm sóc và chọn lọc kỹ lưỡng những nguyên liệu tốt nhất. Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hàng đầu của Mỹ. Được sự kiểm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Đây được xem là sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh thoái hóa điểm vàng. Hãy để lại số điện thoại liên hệ, các chuyên gia của Biora sẽ gọi hỗ trợ tư vấn và giúp bạn điều trị dứt điểm bệnh thoái hóa điểm vàng. Hoặc gọi ngay đến hotline 0909 748 517 hoặc 0962 158 661. Nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp, có thể đến địa chỉ số 22 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website quendithoaihoadiemvang.com hoặc YouTube www.youtube.com/bilora. Chúc bạn luôn vui khỏe!